Trước hết, các bạn nên hiểu rằng mọi hình dáng của sự vật, đồ vật xung quanh chúng ta đều có hình khối, liên quan đến hình khối. Vì vậy các bạn hãy cố gắng hình dung tổng quát và quy về các hình khối cơ bản. Ví dụ như là hình cơ bản của cơ thể con người có thể quy vào các hình khối tròn, khối cầu, các khối hộp, các khối trụ, vân vân. Cái chai mà tôi cầm ở đây ấy, có thể nói rằng là sự kết hợp dễ thấy, dễ nhận biết của các hình khối. Ở đây là hình nón và là hình trụ. Hình nón ở phía trên, hình trụ phía dưới. Và tôi sẽ vẽ mẫu cho các bạn thấy rằng là việc quy về các hình khối cơ bản rất là dễ dàng. Thì đầu tiên các bạn sẽ có một cái thân chai và một cái hình trụ, đúng không? Một khối trụ. Và trên đó thì trồng lên một khối hình nón thôi. Trên cái khối trụ này các bạn trồng lên một khối hình nón này. Đó. Và trên cái hình nón này lại là một khối trụ khác. Chúng ta sau khi mà đã quy nó về những cái hình khối cơ bản như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã ra hình dạng của cái chai thôi. Thì chúng ta chỉ cần chỉnh sửa một chút xíu thôi. Thì các bạn đã có một cái hình dáng của cái chai tương đối là rất giống với cả cái chai trong bên ngoài. Cái chai thật bên ngoài. Như vậy là khi mà các bạn quy nó về, quy đồ vật, sự vật xung quanh chúng ta về những cái hình dạng, những cái hình khối cơ bản nhất, thì các bạn thấy rằng là việc vẽ lại, thể hiện lại chúng rất là dễ dàng, đúng không ạ? Đó. Các bạn cố gắng luyện tập cho tôi bằng cách như sau. Các bạn hãy sử dụng những đồ vật mà dễ dàng nhận biết nhất ở xung quanh các bạn. Đấy, thành những cái hình khối đơn giản nhất. Hoặc bản thân những cái đồ vật đấy mang những cái hình dáng của các hình khối cơ bản nhất. Ví dụ như là các ly, cốc, chén, đĩa, bát, chậu, xô, ấm nước ở xung quanh các bạn đó. Để các bạn thực hiện cái việc mà luyện tập đấy, vẽ. Nếu như mà các bạn có điều kiện thì có thể tìm kiếm mua những cái khối như thế này về làm mẫu để mà luyện tập vẽ những cái khối như thế này này. Đấy, khối đa giác. Hình trụ đa giác này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, có các khối thạch cao này. Ở đây là những cái khối thạch cao thôi. Dưới có hình dạng hình khối cơ bản nhất, đơn giản nhất. Các bạn rất dễ để mà vẽ, để mà luyện tập với những cái khối này. Đó. Các bạn cứ đi cho tôi những cái đường nét đơn giản nhất để thể hiện cái đường những cái hình khối này. Đấy, trên tay tôi này, khối hình trụ lục giác này. Và một khối hộp. Đấy. Một khối lập phương. Đấy, một khối lập phương. Ừ. Tất cả các khối này bằng thạch cao hết nhá. Và một khối hình chóp nón. Đấy, một khối hình chóp nón này. Đấy. Các bạn có thể dễ dàng mua những cái khối này ở các cửa hàng họa phẩm, ở các cổng trường mỹ thuật hoặc kiến trúc. Chúc các bạn có những cái bài luyện tập thật là tốt.